Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, nay mình đang có mặt ở sân vận động Tàu Đèn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nay mình tham gia trận đá banh tất niên giữa các anh em phóng viên Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh. Hello. Mấy anh em phóng viên bốc thăm chia thành 4 đội đá chơi, trên kia có cúp luôn. Đó, mình này đội đoàn kết áo tím nha anh em, trẻ có, già có, lão tướng có. Thôi anh em hối nãy giờ vô thay đồ nha, thay đồ thôi, thay luôn áo sân khách của đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2023, thay đồ, thay giày, di chuyển Ultra Boost này đã giải, mang đôi Mizuno này đã, mình luôn có cái túi đựng giày riêng, cất nó vô. Đôi này mang cũ nát luôn rồi, chưa mua đôi mới, tại êm quá, mang hoài. Đôi nào cũ mang đá ngon rồi là không muốn bỏ, đổi giày mới đá mất cảm giác. Ai muốn mua vớ và túi giày giống mình thì link trong phần mô tả nha, mà sau Tết hãy mua nhé, giờ dịch vụ vận chuyển họ nghỉ Tết hết rồi. Giờ thì khai mạc xong rồi đó, vòng tròn một lượt. Dạ, đá được 3 trận, mỗi trận được 30 phút. Ok, rất nhiều anh em phóng viên đây. Đông vui. Ôi, sao màu tím ít vậy? Màu tím hơi ít á, vừa đủ tổ luôn á. Giải bóng đá tất niên này của Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức hàng năm dành cho các anh em phóng viên tham dự. Người đứng ra tổ chức, theo mình được biết đó là anh Lê Tuấn của báo Công an và Đỗ Xuân Cường HTV. Cái này tổ chức không phải chỉ có mỗi bóng đá đâu, mà còn nhiều bộ môn khác nữa. Nhưng mà mình tham gia ở đây chỉ mỗi bóng đá thôi. Giải năm nay quy tụ được đâu đó 40-50 người tham gia, nên chia ra được 4 đội đã vòng tròn tính điểm và hiệu số. Người tham gia không được tự chọn đội mà phải bốc thăm random, nên cũng khá là thú vị nha anh em. Nói chung là bốc thăm random hên xui, không biết là đội mạnh hay đội yếu nữa cho tới khi vào đá. Hôm nay mình sẽ không giới thiệu các thành viên trong đội đâu nha, vì mình cũng không biết được hết tất cả các thành viên để mà giới thiệu nè. Trận đầu tiên là đá với đội xanh. Phút này mình còn ở ngoài, lo quay linh tinh nên chưa vào đá. Đoạn sau thì mình vào, tỷ số vẫn là 0-0. Dạ. Từ Toàn ơi. Ok chị. Vậy anh. Phải móc chạm. Đây. Từ. Cố gắng kèm một quay. Đúng rồi. Dễ dàng. Chậm về. Tốt tay ơi.
Ok. Lấy toàn, một chạm. Đổi bên, đổi bên. Trường ơi. Ai cười ra. Ừ. Tổng kiếm ơi. Quá đau. Toàn. Quá đau Toàn. Từ từ em lên Toàn. Em anh em mình chơi. Anh em mình chơi. Anh em mình chơi. Em cái nữa. Trời ơi. Rồi ráng theo số 9 anh ơi. Keeper. Rồi ra biên. Dập biên em luôn. Đây. Rồi tiếp. Ok xuống được. Tổn ơi. Hết hiệp 1. Chú Ngọc vô, chú Ngọc bình luận viên vô. Giao anh đi chú Ngọc, đá ra Bona nha chú Ngọc. Giao anh đá ra Bona nha. Ok. Ok, hết. Lấy gôn. Đi luôn gôn. Đội biên. Hey. Dạ Hiếu. Hiếu về dưới lại anh Hiếu ơi. Ok, keeper, keeper. Dọc biên. Ôi. Đưa liền, đưa liền. Ok chú. Chú chú chú. Nè anh chưa về chưa? Anh chưa chưa? Ráng giữ lại. Rồi chơi giữa, chơi giữa. Chơi giữa. Tốt keeper. Đây 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 đây. Ơi trời ơi chú ơi. Rồi đáng thủ trên về. Về anh Hiếu ơi. Về lại anh Tuấn ơi. Hai đá lên rồi. Toàn đổi bên Toàn. Đổi bên. Trời ơi Toàn ơi. Bỏ. Ê ê ê ê ê đây giữa 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 giữa. Đợi về Toàn. Toàn. Trời ơi. Lại Tuấn ơi. Ê. Trời ơi Toàn ơi. Dĩ dĩ Tuấn, dĩ Tuấn. Toàn. Lụm. Trời ơi Toàn ơi.
Dĩ Hiếu. Rồi một chạm em. Trời ơi, Toàn ơi. Rồi chơi, mệt rồi em mệt rồi. Đỡ biên là anh ơi. Đỡ biên. Ừ, Lại Hiếu ơi. Cộng đầu. Yeah. Tới nè. Tới Tuấn ơi. Ra Tuấn. Ok cho em. Đúng rồi anh, ok. Lên Tuấn. Ok. Lên Toàn. Nhập biên, nhập biên. Ba ba. Hết giờ. Kệ anh Đức ơi. Mệt quá. Mệt quá. Mới có 9 giờ sáng rồi á. Đá hốc muốn xỉu luôn. Mà nay nắng gắt thiệt, quá mệt. Nhưng mà đã có 3 điểm trận đầu tiên. Yeah. Trận thứ hai gặp đội áo đỏ. Ở trận này mình ra quân trong đội hình xuất phát nha anh em. Chưa được. Tiếng hai. Ok anh ơi. Nhập biên được. Sớm, nhập biên anh sớm, bước trong. Rồi đưa anh sớm, bước trong. Rồi ra lại anh, ra lại anh. Ra lại anh. Ừ. Ok. Hay quá anh ơi. Cái bờ đây. Đấy. Đi luôn. Toàn được. Cái nữa. Chết tôi. Thua. Ừ. về Toàn. Cùng xem lại pha này nhé. Bóng từ trên cao rớt xuống, mình để bóng rớt một vài nhịp rồi lấy người che chắn bóng. Cảm thấy thuận lợi cho một pha qua người, mình đã tân bóng qua đầu cầu thủ hay nhất của đội bên kia, đó là số 10, rồi xoay người quay lên. Bóng vô tình chạm đầu đối thủ một cái rồi rớt xuống. Mình thì không dám dùng chán để đánh đầu nên liều mạng tung skill net stone trong bóng đá nghệ thuật ra để đỡ bóng. Ai ngờ lại thành công. Đó giờ mình tập bóng đá nghệ thuật, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ là một skill như thế này trong một trận thi đấu bóng đá. Hết sức may mắn khi có được một video clip để đời. Anh em thấy hay để lại một like, đăng ký kênh nhé. Tay. Tổ em. Trong tay. Đây. Xuất được. Xuất được. Ok. Rồi tự thôi em lên chung. Giữ lại Trương ơi. Đưa Hiếu lại cho Trương. Hiếu. Sửa Trương. Cậu anh. Dí anh. Ừ. Xuất được chưa?
Đâu? Kìa anh. Tấn tấn tấn. Thay em đi. Lấy toàn. Thay em đi. Mệt. Trời. Mệt quá rồi anh em ơi. Ra ngoài đây đứng xem cho khỏe nè. Đã ra đẩy biên rồi. Chứng phải. Vẫn còn hơi nhẹ để hạ gục thủ môn. Phạt góc cho thủ áo tím. Cơ hội. Vào. Như vậy là có bàn thắng mở tỷ số cho trận thi đấu này. Người ghi bàn đó là Cao Toàn. Sao mà chống chải quá vậy? Chị ngang, đối diện thủ môn. Ồ, thủ môn đội mình hay quá anh em ơi. Rút đường banh rồi. Nhưng sau đó là một đường truyền cho thủ môn đối diện. Mình bảo chưa, dựng banh rất tốc độ. Chị ngang, không vào. Các cầu thủ áo tím vẫn kiểm soát thế trận. Cầu thủ tiền đạo số 3 đã lùi rất sâu. Step over. Nhá sút gãy rồi. Chân trái trúng cột dọc anh em ơi. Hết hiệp 1. Toàn luôn. Phất cao. Tay. Đẹp. Gôn hay rồi. Dí tay. Sửa được. Sửa toàn. Trời ơi xong quá Toàn ơi. Tuyệt vời. Ủa sao vậy? Chúng muốn gì đâu? Chúng muốn vô mũi chân hả? Đau hả? À, anh Tuấn theo số 2 đứng. Anh Tuấn. Thôi, một chạp. Từ em chưa? Anh Tuấn ơi. Trời ơi. Dây. Anh ơi. Chạy lại đi. Ê. Ok. Yeah. Rồi sát cái vô. Tuấn. Tuấn ơi, rồi nãy đường rồi á. Về lại. Giữ sức. Bảo bảo này, Tuấn, ra sợ lưng em. Thôi rồi. Đây. Đây. Mệt, che đuối. Rồi về luôn anh ơi, về phụ.
sau lưng. Đấy. Ôi. Yeah, không chơi cả. Ông bên cấp. Ừ. Nhẹ quá. Mệt. Quá xá mệt rồi anh em ơi, ra nghỉ thôi. Anh em còn lại chạy tiếp nha. Tỷ số đang là 3-2. Mình phải chống chạy quá. Rồi. Vào. 4-2. Một bàn thắng rất nhẹ nhàng của cầu thủ số 3. Và hết giờ luôn anh em ơi. Nghe đây đau à? Sao giày rách dữ vậy? Giày rách mà ghi bàn là ok rồi. Chân phải luôn. Đỡ đau chưa? Đấy, đá tiếp. 4-2. Hai chiến thắng. À, chưa đổi giày 2 năm rồi hả? Anh mang 2 năm rồi nè. Nó cũng banh lắm rồi đó. Banh xác luôn rồi. Ráng mang, tại vì mấy đôi giày cũ rồi đó, đá đã lắm. Đổi giày mới đá không được. Trận đầu thắng 1-0, 3 điểm. Trận thứ hai thắng 4-2, 6 điểm. Đang là dương 3 nha anh em. Còn trận cuối cùng, nếu mà thắng 3 trận luôn là lấy cúp hạng nhất. Yeah, cố lên. Anh em xem nha, chỉ là một giải mừng xuân thôi mà nhà tài trợ quá trời luôn. Năm nay là còn đỡ, năm ngoái gấp 3 lần. Mấy anh em làm báo chí truyền thông được các brand ủng hộ nhiệt tình quá. Ước gì kênh Theory Style Soccer cũng được như vậy. Hiện nay trong tất cả đội bóng là mình thấy rất là có nhiều màu. Trong đó có màu tất đạt nè, màu trương nè, màu tèo lúc dịch nữa nè. Đây là những màu rất là có cho triển vọng. Chứ mời anh em đi ra đoàn viên thì bây giờ đó nha. Cái này chỉ đặt cái màu này. Ngoài đó còn có màu tiếp tục nữa. À, trước kia nữa thì có chào lên dưới trước. Còn trước đó là để ban được thay đổi chúng ta hơn. Để chào trong cái gì mà tiền cách liền. Chúc đến lúc mới để đổ tiền cho quyết định mà. Bóng chèo, bước lên, bó giữa luôn, em luôn. Em tối ơi. Ôi. Lim. Quay lim. Mọi người đi nghỉ đi. Lật, một chạm. Chạm, một chạm. Lật. Lật. Dĩ lực, ok, dĩ toàn. Tài ơi. Dĩ liền. Cắt, đây. Đây. Lên, bên kia. Cộng 2. Trời ơi. Cộng 2 toàn.
sửa được. Dễ, ok, đủ rồi. Về phụ em ơi. Thọt chân vô. Hết hiệp 1. Ok. Chù. Tốt lực. Lên. Hiểu. Chừng đó, coi chừng á, tụt tay á, có thể. Hey. Lem. Ok. Lấy lem. Lem. Dễ lực. Lên. Lật, qua đầu lật. Trời ơi. Đây, cứ. Em ơi. Xung lên. Thôi trái rồi gọi. Ừ. Trời ơi. Lật. Nó xoáy qua bên. Tốc tay. Giữa. Đây. Tiếp em. Giữa ai, về gôn. Lim. Rồi, hiểu. Sau lưng. Hiểu. Lim. Lâm nhìn với anh. Lắc trong ngoài đây kẹt. Lắc trong suốt. Được. Suốt được chưa? Pháp. Lát giữa em. Hiểu, lát hiểu. Ừ. Để bên lên, con trái. Cố lên, còn 5 phút lận. Kết quả trận thứ 3, thua 2-1, tấn công không ăn, bị phản công, thua. Mệt quá rồi, đá 2 trận cầu mệt rồi. Trận cuối đi bộ, coi đá banh thôi, không đá nổi nữa. Ủa sao vậy anh? Ngồi dưới luôn anh ơi. Đã chơi mà chấn thương luôn. Chấn thương cũ à. Đau đâu vậy anh? Đau đầu gối không? Anh bị nó đứt cái chân chắc đi lại rồi. Đứt lại hay sao? Sao biết đứt? Anh bị mấy lần nó bị sụn, bây giờ hôm nay nhảy lên là rớt xuống bị. Rồi, em hiểu rồi. Có thể là đứt rồi á. Đứt lâu rồi mà anh đá tiếp á, thành ra bị vậy. Xương mổ rồi. Dạ, vậy khả năng là phải mổ lại á. Căng cơ. Xin mời đội đoàn kết chuẩn bị chúng ta bước xuống sân.
Hàng ba gì màu đẹp quá ta? Nào không có đó. Giống nhau mà. Hàng ba đều màu. Hay chơi. Ghê vậy. Sao mà vàng vậy? Anh cũng vàng. Hỏi vàng hết hả? À? Ok, vàng hết luôn. Rồi, mừng. Mừng thua đội tôi. Dạ, ok, thua đội anh. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Anh Cường. Chúc mừng anh. Rồi, mừng em. Rồi, rồi. Cầm ra. 1, 2, 3, 2, 3. Ok. Hạng nhì, huy chương vàng cộng cúp. Quá dễ thương. Rồi xong. Giờ nằm đây ngủ luôn chứ về gì nổi nữa. Quá mệt. Ba trận giữa cái nắng. Ôi bức cái Sài Gòn. Vì chàng nhân tạo mà cày dữ ha. À, thấy cày ghê không? À trận luôn, không xin nha. Rồi, anh em thấy hay, nhớ like, đăng ký kênh. Đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nha. Mình là Phạm Thi, xin chào gặp lại. Bye bye.